Chào năm xưa tiếng Trung 518, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Hôm nay chúng ta đến với tập 164, tỷ y bài liêu sử sử chí. Chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và câu sau đây. Thứ nhất là từ cung an. Cung an là công an. Câu ví dụ thứ nhất, chỉnh chưa sang miền, xỉa chờ cung an ở dự. Chỉnh chưa sang miền, bên trên xe cảnh sát. Xỉa chợ có viết cung an ở chữ, hai chữ công an. Chỉnh chưa sang miền xỉa chợ cung an ở chữ. Câu ví dụ tiếp theo, Lý Minh tự mộng xiang chiều sử khảo sang công an đà xuế chẳng với y mình yêu siêu tự chỉnh trả. Lý Minh tự mộng xiang, ước mơ của Lý Minh chiều sử chính là khảo sang thi đậu công an đà xuế, đại học công an, ở Việt Nam chúng ta thì gọi là đại học an ninh. Chẳng với trở thành y miếng một yêu siêu tự chỉnh trả cảnh sát ưu tú. Lý Minh tự mộng xiang chiều sử khảo sang công an đà xuế chẳng với y miếng yêu siêu tự chỉnh trả. Câu ví dụ tiếp theo, công an nhân viên bà dân chữ chống tài thủ sầu chung chỉa chiều chú lái lợ. Công an rảnh yuán là nhân viên công an, chúng ta chỉ cần nói là công an là được. Câu chữ bả chúng ta sẽ dịch động từ trước. Động từ đây là từ chỉa chiều, là giải cứu. Chỉa chiều chú lái tức là giải cứu ra được. Rảnh chữ là con tin. Chống từ tài thủ sầu chung. Sầu chung là trong tay. Tài thủ là kẻ côn đồ. Công an rảnh yuán bả rảnh chữ chống tải thú sầu chung chỉa chiều chú lái lợ. Câu ví dụ tiếp theo, công an chú đợ chú trảng sự tha đợ chính trị. Rú của yếu sở mở sự chính khởi ý chào tha băng mắng. Công an chú đợ chú trảng là giám đốc. Công an chú đợ sở công an sự tha đợ chính trị là họ hàng của anh ấy. Rú của nếu như yếu sở mở sự chính có việc gì, khởi có thể chào tha băng mắng tìm anh ấy giúp. Công an chú đợ chú trảng sự tha đợ chính trị. Rú của yếu sở mở sự chính khởi chào tha băng mắng. Từ vựng tiếp theo là từ công bù. Công bù nghĩa là công bố. Câu ví dụ thứ nhất, xuế xào công bù lợ lù chú tờ minh tan. Xuế xào, nhà trường, cung bù lợ đã công bố lù chủy tờ miếng tan. Miếng tan là danh sách, lù chủy nghĩa là trúng tuyển. Xuế xào, cung bù lợ lù chủy tờ miếng tan. Câu ví dụ tiếp theo, xuyến chủy chế của ý chính cung bù chú lái lợ. Chế của là kết quả, xuyến chủy là bầu cử hoặc bầu chọn. Xuyến chủy chế của kết quả bầu cử ỷ chính đã công bố chu lái lợ, được công bố ra rồi. Xuyến chủy chế của ỷ chính công bố chu lái lợ. Câu ví dụ tiếp theo, chưa chư tờ giáo sư giao phiên trần chi ỷ chính công bố lợ. Ủa phái lợ đi ủ miếng, chỉ nâng xa chữ giải khảo lợ. Chưa chư tờ giáo sư giao phiên trần chi, đây là cụm danh từ chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Giáo sư giao phiên trần chi lại là một danh từ nữa, thì chúng ta dịch từ đằng sau chữ từ cuối dịch về. Trần chi là thành tích hoặc kết quả, giao phiên là tuyển dụng, giáo sư là giáo viên. Giáo sư giao phiên trần chi kết quả tuyển giáo viên. Chưa chữ tờ lần này ỷ chính công bố lợ đã được công bố rồi. Ủa phái lợ tôi xếp tỷ ủ miếng vị trí thứ 5, chữ nắng đành xa chữ giải khảo, lần sau rồi thi lại. Chưa chữ tờ giáo sư giao phiên trần chỉ ỷ chính công bố lợ. Ủa phái lợ tỷ ủ miếng chữ nắng xa chữ giải khảo lợ. Câu ví dụ tiếp theo, khảo yến trần chỉ công bố lợ. Ủa tờ phân sụ thỉnh cao tờ. Chân sự hoàng thiên bú phủ yếu xin dẫn nạ. Trần chỉ là kết quả thành tích, khảo yến là thi nghiên cứu sinh. Khảo yến trần chỉ kết quả thi nghiên cứu sinh. Công bố lợ đã được công bố rồi. Của tờ phân sụ điểm của tôi
挺高的，爬了高。真是，đúng là, hoàng thiên phụ phụ hiểu xin dẫn. Câu này nghĩa là ông trời không phụ lòng người có lòng quyết tâm. 考研成绩公布了，我的分数挺高的，真是皇天不负有心人。Từ vựng tiếp theo là từ công tạo. Công tạo nghĩa là công bằng và hợp lý, và danh từ thì nghĩa là sự công bằng. Câu ví dụ thứ nhất, lãnh đạo hẳn công tạo đã giải quyết là tham mân đợ chiêu phân. Lãnh đạo hẳn cung tạo tờ, rồi đến động từ nghĩa là làm gì đó một cách rất là công bằng và hợp lý. Chia chuyện là giải quyết. Tha mần tờ chiêu phân nghĩa là tranh chấp. Tha mần tờ giữa bọn họ. Lính tạo hẳn cung tạo tờ, chia chuyện là tha mần tờ chiêu phân. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa cờ chia cửa hẳn cung tạo lờ. Ủa chúng bú phiền rẩn. Y khẩu chia, y bài ơ. Trước giá cửa, giá này hẳn cung tạo là rất là công bằng và hợp lý rồi. Ủa chúng bù là tôi không bao giờ. Ủa chúng bù phiền rẩn, tôi không bao giờ lừa ai. Y khẩu giá. Giá là giá cả, y khẩu là một miệng, một lời. Y khẩu giá tức là cái giá này người ta chỉ nói đúng một giá thôi, chứ không mặc cả đi, mặc cả lại, không thương lượng. Y khẩu giá, y bài ơ. Là nói đúng một giá 120 tệ không mặc cả. Trước cửa chia cửa hẳn cung tạo là Ủa chúng bú phiền rẩn Y khẩu chia Y bài ơ. Câu ví dụ tiếp theo. Trước cửa sự chính Ủa hội chính tự Chủy điều trả Hoán lý ý cửa cung tạo. Trước cửa sự chính Việc này Ủa hội tôi sẽ Chính tự đích thân Chủy điều trả đi điều tra, hoán lý trả lại cho bạn, hoán lý ý cửa công tạo trả lại sự công bằng cho bạn. Chưa có sự chính, ủa hội chính tự chủy điều trả, hoán lý ý cửa công tạo. Từ vựng tiếp theo là từ công cộng. Công cộng nghĩa là công cộng. Câu ví dụ thứ nhất, chưa phụ chín, yếu mấy yếu, công cộng chưa sủa. 我肚子有点不舒服。这附近 quanh đây 有没有 có gì đó hay không 公共厕所 nhà vệ sinh công cộng. 我肚子 bụng tôi 有点 có một chút 不舒服 khó chịu. 我肚子有点不舒服 bụng tôi hơi khó chịu. 这附近有没有公共厕所 我肚子有点不舒服。Câu ví dụ tiếp theo, chưa cửa cung cung chưa sổ tờ chữ chín, yào sâu phẩy, y yuán chén y bao. Chưa cửa cung cung chưa sổ tờ chữ chín là khăn giấy, tức là giấy vệ sinh loại tốt. Chưa cửa cung cung chưa sổ tờ chữ chín, khăn giấy ở nhà vệ sinh công cộng này, yào sâu phẩy, có tính tiền, y yuán chén y bao, một tệ một gói. Chưa cửa cung cung chưa sổ tờ chữ chín, yào sâu phẩy, y yuán qián y bao. Câu ví dụ tiếp theo. Công cộng trả hứa, chỉnh bú yào xuấy tỷ tiêu la chi. Công cộng trả hứa là ở những cái nơi công cộng. Chỉnh bú yào, xin đừng. Xuấy tỷ là bừa bãi. Tiêu la chi, vứt rác. Ở Đài Loan thì gọi là tiêu lừa xưa. Công cộng trả hứa, chỉnh bú yào xuấy tỷ tiêu la chi. Câu ví dụ tiếp theo, hiện tại có rất nhiều công cộng giao thông, đều có thể bán vé cả. Hiện nay, có rất nhiều, có rất nhiều công cộng giao thông, phương tiện giao thông công cộng, đều có thể bán vé cả, làm thẻ tháng. Hiện tại có rất nhiều công cộng giao thông, đều có thể bán vé cả, ví dụ như là xe buýt hoặc là tàu điện ngầm chẳng hạn. Từ vựng tiếp theo là từ cung treo trưa hoặc là cung cung chỉ trưa, nghĩa là xe buýt. Ở Đài Loan thì nói là cung trưa. Câu ví dụ thứ nhất. Ta xuế sứ, ủa mấy thiên, tô chùa, cung cung chỉ trưa, chỉ xuế xào. Ta xuế sứ, hồi đại học,
我每天都，tôi ngày nào cũng đều, 坐公共汽车, đi xe buýt, 去学校, đến trường. 大学时, 我每天都坐公共汽车, 去学校. Câu ví dụ tiếp theo, 在中国, 60 岁以上的老年人乘坐公交车是免费的。在中国, ở Trung Quốc,60 岁以上的老年人，老年人là người già, 60 岁以上的60 tuổi trở nên, 乘坐 là đi hoặc là ngồi, 公交车 xe buýt 是免费的, thì được miễn phí. 在中国 60 岁以上的老年人乘坐公交车是免费的。Câu ví dụ tiếp theo, 这是公交车专用道, 你不要停在这里. 这是, đây là, 公交车专用道, 专用道 là làn đường dành riêng, 公交车 của xe buýt, 你不要, bạn không được, 停在这里, đậu xe ở đây. 这是公交车专用道, 你不要停在这里.Câu ví dụ tiếp theo, 坐公交车可以投币或者扫码乘坐。坐公交车, đi xe buýt, 可以, có thể, 投币, tức là chúng ta tự ý, tự giác bỏ tiền vào trong cái khay, cái hộp đựng tiền. 或者, hoặc là, 扫码, quét mã QR, 乘坐, để đi.坐公交车可以投币或者扫码乘坐。Từ vựng tiếp theo là từ công giao chơ chan. Công giao chơ là xe buýt, chan là chạm hoặc bến. Công giao chơ chan là bến xe buýt. Ở Đài Loan thì nói là công chơ chan. Câu ví dụ thứ nhất, 我家到公交车站走路只要五分钟。我一般都坐公交车上下班。我家, từ nhà tôi, 到公交车站, đến bến xe buýt, 走路, đi bộ, 只要五分钟, chỉ mất có 5 phút. 我一般, tôi thường, 都, đều, 坐公交车, đi xe buýt, 上下班, là đi làm và khi tan ca. 我家到公交车站, 走路只要五分钟。我一般都坐公交车上下班。Câu ví dụ tiếp theo, 你下了公交车就在公交车站等我，我去接你。你下了公交车là bạn xuống xe buýt xong, 就 thì 在公交车站等我，等我 là chờ tôi, 在公交车站 ở bến xe buýt, 我去接你, tớ đi đón cậu.你下了公交车就在公交车站等我我去接你。Câu ví dụ tiếp theo, 没到公交车站公交车是不会随意停车的除非有紧急情况。没到 chưa tới, 公交车站 bến xe buýt, 公交车 xe buýt, 是不会 sẽ không, 随意停车的。Tùy ý dừng xe, suy ý là tùy ý. Chú phây, trừ phi, dẫu chỉ chính khoảng, có tình huống khẩn cấp. Mấy tàu công giao chưa chẳng, công giao chưa sự bú huệ suy ý thỉnh chưa đỡ. Chú phây, dẫu chỉ chính khoảng. Câu ví dụ tiếp theo, công giao chưa chẳng phụ chỉnh, dẫu biện lý điện, nì chú mải bình sủi bà, wo đâu khớ sử lợ.Công giao chưa chan phụ chỉnh là gần. Công giao chưa chan, bến xe buýt. Dẫu có, biên lì tiện, cửa hàng tiện lợi. Nì chú mải bình sủi bà, cậu đi mua chai nước đi. Ủa tâu khứa sử lợ, tớ khát muốn chết rồi. Tâu ở đây dùng để nhấn mạnh vào mức độ cao. Công giao chưa chan phụ chỉnh, dẫu biên lì tiện. Nì chú mải bình sủi bà, ủa tâu khứa sử lợ.Từ vựng tiếp theo là từ cung chin. Cung chin nghĩa là kg.
còn gọi là cân. Câu ví dụ thứ nhất, 1公斤等于2斤等于1000克. 1公斤1kg tầng ý bằng lẻng chin, 2 chin, mỗi chin thì là 5 lạng và 2 chin thì sẽ bằng 1.000 gram, có nghĩa là 1kg. Tầng ý bằng 1000克, 1.000 gram. 1公斤等于2斤, tầng ý 1000克. Câu ví dụ tiếp theo, 在中国 mai chai y ban an chin mai. Tại Việt Nam, y ban an công chin mai. Tại Trung Quốc, ở Trung Quốc, mai chai bán đồ ăn, y ban thường an chin mai bán theo chin, tức là bán theo từng cái 5 lạng một. Tại Việt Nam, ở Việt Nam, y ban thường an công chin mai bán theo kg. Tại Trung Quốc, mai chai y ban an chin mai. Tại Việt Nam, y ban an công chin mai. Tức là ở Trung Quốc thì người ta bán theo đơn vị nửa cân một. Còn ở Việt Nam thì bán theo đơn vị cân. Câu ví dụ tiếp theo. Cảnh sát tại chỗ này phát hiện 5公斤 tú phỉn. Cảnh sát tại chỗ này, ở tại đây, phát hiện đã phát hiện thấy 5公斤 tú phỉn, 5kg ma túy. Cảnh sát tại chỗ này phát hiện 5公斤 tú phỉn. Câu ví dụ tiếp theo. 这个月我又胖了1公斤. 我得赶紧减肥才行. 这个月糖奶我又 tôi lại 胖了 béo lên 1公斤 1kg. 我得 tôi phải 赶快 mau chóng giảm phẩy, giảm cân, trái xỉn mới được. 这个月我又胖了1公斤, 我得赶快减肥才行. Từ vựng tiếp theo là từ cung chi. Cung chi là gà trống, còn mũ chi nghĩa là gà mái. Có ví dụ thứ nhất, 我很喜欢我家的那只 ua ua 叫的大公鸡. 我很喜欢, em rất yêu quý. 我家的那只 ua ua 叫的大公鸡. Từ chữ 我家 đến chữ 大公鸡, đây là một cụm danh từ. Chúng ta dịch sau chữ tơ trước. 大公鸡 là chú gà trống, tức là con gà trống này nó đã lớn rồi, đã to rồi. Ô ô 叫, tức là gáy o o. 我家的, của nhà em. 我家的那只 ô ô 叫的大公鸡, chú gà trống gáy o o của nhà em. 我很喜欢我家的那只喔喔叫的大公鸡. Câu ví dụ tiếp theo, 母鸡下蛋，公鸡打鸣. 母鸡 gà mái, 下蛋 đẻ trứng, 公鸡 gà trống, 打鸣 là gáy. 母鸡下蛋，公鸡打鸣. Từ vựng tiếp theo là từ công khai. Công khai nghĩa là công khai luôn, y như âm Hán Việt của nó, vừa là tính từ vừa là động từ. Câu ví dụ thứ nhất, 我要求你公开给我道歉. 我要求你, tôi yêu cầu bạn, 公开, công khai, 给我道歉, xin lỗi tôi. 我要求你公开给我道歉. Câu ví dụ tiếp theo, 这件事还没有调查清楚，暂时不能公开. 这件事, việc này, 还没有, vẫn còn chưa, 调查, điều tra, 清楚, rõ ràng, 暂时, tạm thời, 不能公开, không thể công khai. 这件事还没有调查清楚, 暂时不能公开. Câu ví dụ tiếp theo, 我们希望公司可以公开财务报表. 我们希望, chúng tôi hy vọng, 公司, công ty, 可以, có thể, 公开, công khai, 财务报表, báo cáo tài chính. 我们希望,
公司可以公开财务报表。Câu ví dụ tiếp theo, 本次教师招聘要按照公开、公平、透明、平等的原则进行选拔。本次教师招聘 là một cụm danh từ. 招聘 là tuyển dụng. 教师 giáo viên. 本次 lần này. 本次教师招聘 lần tuyển dụng giáo viên này. 要按照 cần phải theo.Công khai, công bình, thấu minh, bình đẳng tờ yuán chứa. Đây là một cụm danh từ. Chúng ta dịch từ sau chữ tơ trước. Yuán chứa là nguyên tắc. Công khai, công khai. Công bình, công bằng. Thấu minh, minh bạch. Chinh xính xuệ bá. Tức là để tiến hành lựa chọn. Bản sư giáo sư giao pin. Yào an trào công khai, công bình.透明平等的原则进行选拔。Từ vựng tiếp theo là từ công lý. Công lý là km hoặc là cây số. Câu ví dụ thứ nhất, 我家离学校不到两公里，骑自行车只要十分钟。我家 nhà tôi离学校cách trường不到không đến两公里hai km.Chỉ tự hành chưa đi xe đạp, chỉ yào 10 phân chung, chỉ mất có 10 phút. Ủa gia lý xuế xảo, bú tạo lẻo công lý, chỉ tự hành chưa, chỉ yào 10 phân chung. Câu ví dụ tiếp theo, Chống chưa lý, chậu tạo gia lý, tạ cái yếu 10 đua công lý, Ủa mến hãy sử tạ chưa hồi chủ bà. Chống chưa lý, từ đây,走到家里, về đến nhà, 大概, khoảng, 有十多公里, hơn 10 km. 我们, chúng ta, từ hãy sự đây là thể hiện là gì đó vẫn là hơn. 打车回去, là đi xe về, gọi xe để đi về, tức là giống như kiểu đi taxi, hoặc là đi Grab, hoặc ở Trung Quốc là đi Didi, chẳng hạn gọi là 打车. 从这里, 走到家里,大概有十多公里，我们还是打车回去吧。Câu ví dụ tiếp theo, 我这辆车最高时速可以每小时跑到150公里。我这辆车, chiếc xe này của tôi, 最高时速, 时速, 时 là giờ đồng hồ, 速 trong từ tốc độ.最高时速, tức là tốc độ cao nhất, 可以, có thể, mấy 小时, mỗi tiếng đồng hồ, 跑到, chạy đến được, 150 公里, 150 km, 可以, mấy 小时, 跑到150 公里, có thể chạy được đến 150 km trên giờ. 我这辆车最高时速, 可以, mấy 小时, 跑到150 公里. Câu ví dụ tiếp theo, 昨天我们一起去爬山了, 有20公里, 今天我的脚已经疼到怀疑人生了. 昨天, hôm qua, 我们一起去爬山了, chúng tôi đã cùng nhau đi leo núi, 有20公里, 20 km, 今天我的脚,hôm nay chân của tôi, 已经 đã thẳng tạo, đau đến mức, 怀疑人生, hoài nghi cuộc đời. Ở bên Trung Quốc bây giờ cái gì mức độ cao người ta sẽ nói là 怀疑人生, là hoài nghi cuộc đời. 昨天我们一起去爬山了, 有20公里, 今天我的脚已经 thẳng tạo, 怀疑人生了.Thưa các bạn, đến đây thì Trấn Lọc Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hy vọng các bạn sẽ bấm like, share hoặc là viết bình luận để ủng hộ Trấn Lọc Sư nhé. Bye bye!